Mình đang đi trên đường á thì vô tình nhìn thấy một người phụ nữ đang đẩy một người chồng nằm trên cái xe các bạn. Thế nên mình ghé hỏi thăm để chia sẻ cho mọi người cũng biết. Chú bị sao vậy cô? Chú bị sao vậy? À, bị mù té à cô? Cô tắt cái đài cho con hỏi thăm xíu được không? Tắt cái đài cho con hỏi thăm xíu được không? Vào đây xem con hỏi chuyện xíu là có gì con giúp cho. Là bị làm sao vậy cô? Ông ấy bị té rồi cho hai mắt mù hai tay. Té rồi? Lên rơi xuống mà không bằng được cái gì đó. Tại bị đứt gân đấy hả? Đứt gân đó. À, đứt gân. Còn tay này thì làm công việc gì lắm mà không đúc được ăn. Là chú bị lâu chưa cô? 3 năm nay rồi. 3 năm nay rồi. Gần 4 năm nay. À, rồi nhà mình ở đâu? Ở Hải nè, chỗ cà phê Phương Xưa. À, nhưng mà quê mình là ở đây luôn hay ở đâu cô? Ở Thanh Hóa đó mà, ở đây lâu rồi. À, Thanh Hóa huyện nào cô nhỉ? Ở Nông Cống. Nông Cống hả? À. Trường Trung. Vậy là mình vào đây có hai vợ chồng thôi hả? Hay là còn hai vợ chồng với con? Rồi con đi đâu rồi? Con thì khờ, chả biết làm gì. À, có cái là con cô bị khờ. Rồi bắt đầu là không có làm gì hết. Là cô đẩy chú đi vậy đi xin về nuôi con luôn. Không, đi bán rồi chứ không xin. À, đi bán. À, cái này mình bán sao cô? Bán cái này thì 10 ngàn. 10 ngàn một hộp hả? Cái này thì hai bọc thì 10 ngàn. À, sao mình không để chú ở nhà mà mình đưa chú đi làm ở gì? Nhà ông bò ra, ông bị té đó. À, có nghĩa là bò ra đường đúng không? Bò ra đường bị té này, mai không... Đây này. À. Đó, đây này. Đây. Té, té bể đầu luôn hả? Đó. À. Dạ, con chỉ hỏi thăm thôi. Nhân tính là được chứ còn không bao giờ cũng là ra được lối ra không có đâu. Dạ, dạ. Con chỉ hỏi thăm để xem con có giúp được cái gì hay không thôi. Rồi mình đi là mấy giờ mình về cô? 10:30 về. 10:30 về. À, nhà ở đây là mình mướn hay là nhà từ nhà? Nhà mướn chứ có nhà đâu. À, vậy tiền nhà mướn một tháng bao nhiêu tiền cô? Tháng 350. Ô rẻ vậy. 350. 350 hả? Ồ cao dữ rồi. Thế cô đi vậy là có đủ để lo cho chú với cho con không? Vừa lo thuốc rồi vừa đó rồi người ta xung quanh đó người ta ở trợ với tôi. À, có nghĩa là xung quanh đấy là người ta cũng thương tình, người ta giúp đỡ biết đúng không? À. Rồi con chỉ hỏi thăm để xem có khó khăn gì con giúp thôi chứ không có gì đâu. Chứ còn là ngày trước họ cũng đưa lên nhà báo mà có tiền đâu. À lâu chưa cô? Cũng năm nay là năm thứ hai đó. À hai năm trước rồi. À. À. Tức là tưởng là dấu trá để kiếm tiền để dấu trá sao con không có đâu. À. Con có sao tôi dùng vậy à? Dạ rồi cô tên gì cô? Trịnh Thị Lự đó. Trịnh Thị Lự. Cô năm nay được bao nhiêu rồi? 60 rồi. Rồi chú năm nay bao nhiêu đây cô? 70 ạ. À. Chú 70, cô 60. Là mình có mấy người con? Có một cháu trai. Cái trai là bé hôm nay bao nhiêu tuổi được cơ? Cháu mới hơn 20. Hơn 20 tuổi. Chả biết làm gì. Nhưng mà khờ hả? À, đi vậy là có mưa gió là có đưa ông vô trong cái chợ nào chú đó rồi tặng mưa đi ra rồi vòng vòng á. Mình vào chỗ chú kia ngồi cho nó khỏi mưa được không cô? Thì đứng đây là mưa đó. Đứng chỗ kia cả. Con đẩy phụ cô. Thấy vất vả không cô à? Mưa là mình phải che áo mưa. À. Là chú bị như vậy là tổng bao nhiêu năm rồi cô? Tính ra là tính gần năm là năm thứ tư rồi đó. À năm thứ tư rồi hả? À. Vậy là 4 năm nay rồi. Là mình từ ngoài quê vô đây lâu chưa? Mấy năm ạ, 26 năm này. Ồ, 20 mấy năm rồi. Lấy nhau là vô đây ngoài luôn chứ. À, vậy là ngày xưa là lúc là cưới cái là vào trong này luôn. À, rồi bắt đầu ngày xưa là chú làm cái gì? Ông làm đi đắp đập đó. À. Ngày trước là đang còn cái con sông với xác đó, đi đắp đập đó, đi màng đủ, mình vào tung
dân đó. À. À, là đắp đặt đó chỗ nào rồi. Vậy là giống kiểu đi làm mướn hả cô? Đi làm cho nhà nước rồi người ta kiếm, người ta đưa tiền lương cho. À. Đưa. Dạ dạ. Bắt cua bắt cái dưới sông về ăn thôi. À. Vậy là con trai cô bây giờ nó chỉ ở nhà thôi. Nhà không biết làm gì. À. Vậy là mình có hay về quê không cô? Bỏ bỏ quê rồi hả? Bỏ quê. Vậy là vào đây là gần hai mấy năm rồi. 26 năm. À thôi cả. Vậy là chú bây giờ sao, có một ngày có uống thuốc uống men gì không? Đó. Bỏ đâu. Hết rồi, chú lấy thuốc sao á. À. Hết rồi. À. Vậy là giờ đi xin. Vậy là giống phải đi xin kiếm tiền mua thuốc cho chú hả? Hết thuốc rồi chú ạ. Dạ. Cần cái thuốc bóp chân này nè, ông đau là phải bóp chân. À, đau là phải bóp chân. Dạ. Đó. Không ai nó làm gì là thuốc rồi chú, bữa nào chú lấy hết thuốc rồi chú ạ. Dạ dạ dạ. Nhưng mà chú vẫn còn tỉnh táo chứ đúng không? Ăn rồi chứ chưa ăn. Ăn rồi bảo chưa ăn hả? Có bị té gì nặng không mà giữ vậy? Để tới lùi ra tí cô. À, nặng chứ. Nằm trên giấy nhá, 3 tháng. Nằm mình trên giấy 3 tháng luôn. Trên giấy 3 tháng. À. Mà cơm từ thiện đó là trước ra lấy ăn thôi. À. Thuốc, à. Quanh đó người ta cũng đi viện, người ta cho tiền thuốc rồi. À. Có nghĩa là lên bệnh viện ấy là giống kiểu là có bếp cơm từ thiện ấy, mình cứ ghé mình ăn thôi đúng không? Ghé lại ăn thôi. Dạ. Chứ còn không mất cơm, mất tiền cơm. À. Bữa nào ông không ăn cơm thì ông người ta cho cháo không ăn. À. Chứ không không phải luôn đó. Rồi mình chợ giấy đó có Nguyễn Văn Minh ở trên đó đó. À. Rồi 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 mình vào trong này thì trong này có anh em họ hàng gì không? Anh em mỗi người một phương cá anh chồng mỗi thăm ông tới 2.000 thì coi như là ông sống ông chết tôi còn. À. Có cái anh em. Lấy nhau nuôi nhau đó rồi nó còn sống. Dạ dạ. Có cái mình tự làm tự sống tự lo cho bản thân đúng không? À. Chứ không có ai lo cho mình đúng không? Lo làm gì? Không cần đâu. À. Không có thì tôi cán tam bán bông ai thương ông có thì. Một trăm mà 10.000 thì người ta cho ông 10.000 đó. À. Ông mất rồi, tôi cũng không đi xin. Giống kiểu người ta thương tình cho nên là ví dụ như thế là người ta mua 10.000 rồi người ta cho 10.000 luôn đúng không? Đúng à. Rồi. Rồi sáng nay tôi cũng bán được nhiều á. Bán gần hết nữa đây còn tăng. À. Trong mười, thuốc này hả? Thuốc đây đó mà. Hết rồi. Hết, đang còn bên trong này. À. Còn có ít không? Thuốc đây là thuốc đau. Chú ăn cơm chưa? Chú ăn cơm chưa chú? Nằm không biết gì luôn đó, hả? Bị cái bệnh gì mà gần lạ chứ ta? Lúc mà ông mà đau là ông bấu mình như thế này. À. Ông đau là ông bấu như này. Lúc mà ông đòi ăn là ông căng, ông bấu như này là ông đòi ăn. À, giống kiểu ra hiệu ấy đúng không? Là có nghĩa là bấu vào ngực là đòi ăn. Và khó chịu cũng là bấu vào ngực. À. Là biết đau. Nhưng bác sĩ nói là bệnh gì cô? Ông nói chờ hay hưởng dây thần kinh. Ảnh hưởng dây thần kinh hả? Trời ơi, vừa uống thuốc thần kinh, vừa uống thuốc đau chân, rồi vừa uống đau tay, rồi uống thành phần luôn á. À. Một ngày không lấy thuốc cho ông là không được, mà ông đau là ông dãy ở trong dưới xe. À, có người dãy là mình đẩy đi không được luôn á. Không được, ông không cho tiền, đến uống thuốc đỡ đau rồi ông mới cho đi. Nhưng mà ở quê mình là còn nhà cửa gì không? Không, anh em lấy hết rồi. Anh em lấy hết rồi hả? Thằng nội lấy hết rồi, tôi không có gì cả. À, có nghĩa là mình do mình đi xa xong rồi mình không về đấy đúng không? Xong bắt đầu... trước á nói thật thì lại nói thật chú là gia đình là cũng là ông nó cũng lấy một đời vợ rồi à. Đó là đôi khi là biểu là người ta là tôi không tin tưởng với ông nó rồi lừa lọc ông nó này kia à. Rồi anh em không cho lấy cứ là ông cứ là chờ ông thương tôi là ông đưa tôi đi vào đây đó à. Vậy là ngày xưa lúc mà cô gặp chú là gia đình không đồng ý. Không. À xong bắt đầu là lần vợ rồi. À xong bắt đầu là cô với chú mới vào trong này sống luôn. Đến giờ luôn là không về quê luôn. Không. À. Không có nhà, không có cửa gì cả. Cho nên bây giờ là phải nuôi chú ấy luôn á. Đúng. Rồi mình chú bị bệnh vậy thì mình có gặp khó khăn gì không cô? À, thì người ta cũng nội trợ cho rồi xung quanh đó là người ta cho gạo, cho các thứ ăn. À. Rồi cái chùa nó cho ăn tháng 10 cái gạo, vợ chồng ăn, con cái ăn, có lại thôi.
còn kiếm tiền nó mua thức ăn đây, người ta vừa cho thức ăn đây này đó. Rồi có đủ, có đủ sống không cô? Thì cũng đang kiếm thêm pha đang... tháng 15 cân gạo thì cũng đủ. Tháng 15 cân gạo á? Là cả gia đình ăn một tháng 15 cân gạo. Thì cũng phải chia bôi ra, người ta cho 10 kg rồi mình kiếm 5 kg nữa. À. Thức ăn thức uống tiền nhà. Giống cả mình sống ở đấy người ta quen rồi, cho nên là ví dụ như có gạo là người ta mang tới người ta cho. Rồi bắt đầu là mình cho được bao nhiêu, còn thiếu bao nhiêu mình phải mua. Rồi tiền thuốc của chú là một tháng bao nhiêu tiền cô? Cũng chả kể rồi. Bữa thì lấy bóng 50.000, bữa lấy 35.000. Một ngày trong ống uống. Và thuốc mà nặng đô lên là 40.000, 50.000. Thuốc mà nhẹ nhẹ là uống không vô, không đủ cái lương của ông uống là con đau cũng đớn trong người ông á. Giống kiểu càng ngày uống càng thuốc càng nặng hơn đó. Vừa uống thuốc thần kinh vừa uống thuốc đó. Lúc mà ông mà mệt lắm mà là không cho uống, mà lúc mà vừa uống thuốc đau chân vừa uống thuốc thần kinh rồi nó chứ không phải là phải tôi đóng giả hay là đóng ngày kia không có đâu. Dạ. Nó thực tế đó nó. Sao mà sao mình không đưa chú đi bệnh viện? Có. Lâu lâu cũng đi bệnh viện Bình Dương. À. Rồi đi các viện linh tinh đi cho mô mà ví dụ đây mà ông mà đau là đưa vô viện đó cho người ta tiêm, mà tôi nói cho ông đó thôi nè. Tôi chả kể được đâu. Tôi chứ được đứng ông luôn là người ta phải nói cho ông thôi đó. À. Rồi con trai, con trai lớn 20 tuổi rồi mà sao ông đi phụ cha mẹ ta? Không biết chị khờ. Khờ hả? Chưa có gia đình cũng khờ, rồi chưa có gia đình luôn. Yeah. Thấy vậy một mình cô vất vả quá. Giờ không biết sao mà. Không biết sao cô? Có nghĩa là giờ mình phải chịu thôi đúng không? Cô đi vậy là lúc mà ví dụ như về nhà thì làm sao mà cô chăm sóc chú được? Cho ấm xuống. Bế xuống hả? Là cô bế được không? Bế được, không có à. 30kg à. Có 30kg rồi hả? Là cô tự bế... 30kg á. Gọi là tự bế xuống rồi tắm giặt luôn. À. Đứng lùi đây xíu cô. Thật tâm chứ không bao giờ mà tôi nói xạo hay là tôi nói sao đâu mà cứ... Rồi bây giờ cô có muốn con giúp cô cái gì không? Các chú mà có thành tâm thì giúp cho tôi chút định tiền để lấy thuốc cho ông thôi. À, ý là chỉ cần tôi nói thật, tôi cũng khó khăn lắm, chờ đi ra thì người thì cũng giờ thật, người thì cũng giả. À. Tôi không bao giờ tôi bất lừa ai một nghìn mô hay là tôi lừa thế này thế kia với giá nào không có đâu. À, có nghĩa là cô đẩy chú đi vậy cho nên nhiều người họ bảo là giả vờ hả? À. À. Thì đây đúng thật tâm cái mắt đó là không ai giả làm chi mà. À. Không thấy cái chi chứ mà đừng có nói mà đi. Phải là do khổ rồi. Khổ quá cho nên là mình phải đi. Nhưng mà người ta cứ nói là giả vờ. Yeah. À. Rồi người ta nói về cô có buồn không? Buồn chứ không buồn sao được. Tôi không chả nói là sao à. Thì nhiều người ta biết chứ gì sao à. Cứ người ta cứ từ mà chồng đóng giả để đi xin hay là đi bán là không có đâu. À. Là nghe người ta nói là mình giả vờ cho nên cũng buồn. À. Bây giờ do mình khó khăn quá mình cũng phải chịu đúng không? À. Đây là vừa lo, giờ là vừa lo cho con này, vừa lo cho chồng này. Một ngày vậy mình đi xin được khoảng bao nhiêu cô? Không đi xin. Từ sáng rồi, từ sáng rồi đây hả? Bán rồi. Đây là tôi lấy ra tôi đi sắp tiền á. À. Chứ không có đâu, còn tôi mua hàng ở đây mình bán. À quên, mình bán chứ quên. Đây này, đi chin xin thì phải có tiền lẻ chứ. À. Đó, thế toàn chẳng không. Có nghĩa là mình bán mình để tiền đấy, ví dụ người ta bỏ vô người ta không. Lấy lại tiền thối đúng không? Không, tôi lấy sao, ra sao? Tôi đi nữa. Sao mà cô khóc? Tôi lấy ra đi mua đồ ăn. Hả? Thối thân tôi khóc. Thối thân á hả? Thối sao cô kể con nghe được không? Cái thân này chồng nó rất là con á. Anh em mình có ai nội trợ hay là kêu anh. À, không nghe. Tuổi thân là anh em họ hàng không ai ngó ngàng, con thì bệnh, nhà chồng cũng bệnh, thế nên phải tự đi lo đi làm kiếm tiền để nuôi chồng với con. Rồi người ta trong khi đó là bị người ta nói nữa đúng không? À, cho nên là nghe tuổi thân buồn. Bây giờ mình cứ cố gắng để lo cho cái cuộc sống gia đình mình thôi chứ người ta nói kệ người ta cô. Thì nói thật chứ là tôi không bao giờ tôi đi làm. Bán hay là tôi rửa tay tôi xin không có đâu. Còn tôi chứ bán hàng này. Còn nói dụng một bịch tăm, bịch bông thì 15.000 thì người ta
chú 5.000 nữa. Nước thôi chứ còn tôi không. Có nghĩa là cô bán vậy là ví dụ như bịch này là 15.000, rồi người ta ví dụ như là đưa 20 thì người ta cho thêm 5.000 nữa. Có nước thôi chứ còn cũng không phải là đi xin. Chứ không phải là đi xin. Không. Tôi không đi xin, như tôi là ai cho. À. Mình cứ đi mình vừa bán mình vừa ví dụ ai cho thì mình lấy không sao cả. Không. Rồi bắt đầu người ta mua rồi bắt đầu người ta giúp mình thêm một tí chút. Là mình ở gần đường này không cô? Từ đây về nhà xa không? Gần thôi. Cà phê Hương Xưa đường Trần Văn Mười á. À đường Trần Văn Mười á hả? À. Đây là mới cái nhà 3.500.000. Nhà khu vực này nó hơi mắc cô. Là mình ở khu nhà trọ đấy được bao nhiêu năm được cô? Từ ngày 4 này. 20 mấy năm nay là ở cái nhà đó. Cái này là cô vào chợ đầu mối người ta cho hả? Người ta cho, người ta vừa không cho tiền mà người ta cho thức ăn. À. Vừa thôi chị lấy đó, em bữa nay em không bán được cái gì hay cho đồ ăn lắm. À. Chị về thì nấu ra về thì ăn. Giống như những người ở chợ người ta biết có hoàn cảnh của mình. À. Cho nên là cứ người ta thấy mình tới là người ta cho cái nọ cái kia đúng không? Cho cơm hay cho thức ăn thì tôi lấy chứ còn không bao giờ tôi nó nào. Phải là mình đi bán chứ không phải là mình đi xin. À. À. Nó cứ nổi cái gì ha? Cái đinh nhá hả? Là ngày xưa bị gãy chân à cô? Gãy chân xong bắt đầu là đóng đinh của đó. À có nghĩa là giờ phải lấy cái đinh nó ra đúng không? Lấy cái đinh nó ra thì biết đỡ đau mà không lấy cái đinh nó ra mẹ cứ đau á. Có nghĩa là cái đinh này nó cứ nằm ở trong chân hoài nếu mà không lấy ra. Trời có tiền đâu mà lấy ra chứ. À. Để con chia sẻ xem nếu mà có ai giúp đỡ cho cô được thì giúp. Rồi bắt đầu để con xem con giúp cho cô tí tiền ha. À, giống như để mua thuốc đó san sẻ cái cuộc sống của cô. Dạ. Để con thay mặt Mạnh Thường Quân gửi biếu cho cô mấy trăm nha. Đó, mắt là bị là hai mắt không thấy luôn hay là một mắt thôi? Có nghĩa là hôm qua bỏ ra cái chỗ bò hè cộng ấy. À đi xong mình bị bụng rồi đụng bò hả? Thôi chứ có đi được đâu chú. Bò chứ không đi được. Không. Để phải bò lết hả? Bò lết á. Ủa vậy là hàng ngày về là cô phải bế lên rồi tắm giặt là cô lo hết hả? Lo hết. Rồi ăn uống là cô đút. Cô đút cho ông ăn á. À. Hoặc mới cho cái xe á. À. Cái 200.000 á. À cho hồi nào cô? Cho cách cũng được 2 tuần nay rồi. À, người ta mang tới nhà người ta cho hả? Người ta cho 200.000 với một cái xe lăn là giá trị 3 triệu. À. Nó mà cái xe đi đang đi đỡ rồi thì đi rồi cái xe nào chở xe này hư được đi cái xe nữa. À. Có nghĩa là người ta thấy thương cho nên người ta cho cái xe lăn. Giá trị 3 triệu. Là xã hay là phường cô? Phường hả? À nếu vậy là phường do là mình ở cái khu vực đó nhiều cho nên người ta biết mình hoàn cảnh mình đúng không? Thế là người ta mới có cái phần tài trợ người ta giúp mình để mình kiếm tiền, kiếm sống ha. À, thôi mẹ con gặp cô chú ở đây ha. Thì con biếu cho cô chú Mạnh Thường Quân biếu cho cô chú 500 nha. Dạ. Yeah. Rồi mẹ mua thuốc cho chú rồi nếu có dịp thì con ghé con thăm nha. Là ví dụ muốn gặp mình thì gặp ở đâu cô? Dạ dạ. Dạ. À số điện thoại của cô hả? Không cho điện thoại đâu chứ có tiền đâu mua chú. Nhà bên cái chỗ cái phường mà tôi ở đó họ cho cái điện thoại đi đó. À. Họ cho sim vô nó rồi cho cái điện thoại đi. Cô tên là cô Lưu. À. Thì để con cho số điện thoại nếu mà có ai giúp đỡ cô được thì giúp ha. Mình đọc cái số điện thoại của cô Lưu cho mọi người cùng nghe ha. Rồi cô. Rồi thôi thì hôm nay mình gặp cô chú ở đây các bạn thì cũng chia sẻ cho mọi người cùng biết. Tại thấy cô chú đẩy nhau đi đường để đi bán tăm bông cũng như đi bán tăm á. Cho nên mình thấy khá tội nên ghé cũng chia sẻ một phần. Thì hy vọng là nếu mà ai muốn giúp đỡ thì có thể đi ngang qua chợ đầu mối ở Hóc Môn á. Thì có thấy cô chú thì có thể mua ủng hộ cho chú một vài bông tăm. Cũng như chia sẻ cho cô chú một tí chút để
bớt cái gánh nặng của cuộc sống nhỉ. Còn bây giờ mình cũng xin dừng và kết thúc video đây. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip sau. Dạ dạ, cô đi nha.